Thưa quý vị, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sơn La triển khai mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Co Phung, xã Hula. La. Đây là mô hình được triển khai theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ. Gia đình chị Lò Thị Tranh ở bản Co Phung, xã Hô La, thành phố Sơn La là một trong 30 hộ được hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Sơn La hỗ trợ 2 triệu đồng để mua dê giống. Để đảm bảo cho dê phát triển tốt, gia đình chị Tranh đã đầu tư làm chuồng nuôi dê, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, tận dụng cây cỏ trong vườn, trên nương làm thức ăn cho dê. Trước đây gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, năm 2021, được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng để nuôi dê. Gia đình tôi đã mua hai con dê giống về nuôi. Từ đó đến nay, gia đình tôi cũng chăm sóc nuôi dê đẻ được 4 lứa. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi dê sinh sản của gia đình chị Tranh, nhiều chị em hội viên phụ nữ trong bản, trong xã đến học hỏi kinh nghiệm, đầu tư nuôi dê sinh sản, phát triển kinh tế gia đình. Tôi thấy nhà chị Tranh nuôi dê cũng được, thấy thu nhập cũng được cũng tốt nên là nhóm chị em phụ nữ chúng tôi cũng đến để học hỏi và kinh nghiệm và cũng muốn nuôi dê như nhà chị ấy. Việc triển khai mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Co Phung, xã Hua La, thị phố Sơn La đã tạo cơ hội để hội viên phụ nữ có việc làm và có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững từ cái việc hỗ trợ 60 con dê giống từ năm 2021 thì các hộ tham gia mô hình có 30 hộ trong đó chúng tôi cũng hỗ trợ trong đó là có hai hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo với số tiền là 60 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương cho đến nay thì đàn dê đã phát triển được 362 con và thu nhập của một hộ gia đình là 8,4 triệu một đồng một năm triển khai mô hình nuôi dê sinh sản đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được nâng cao kiến thức chăn nuôi dê sinh sản các hộ gia đình tham gia dự án giải quyết được việc làm và có khoản thu nhập ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống từ đó giúp chị em gắn bó với tổ chức hội nhiều hơn cùng nhau thi đua phát triển kinh tế gia đình góp phần vào thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo của địa phương